Chu kỳ thành công của đội tuyển Tây Ban Nha từ khoảng năm 2008 đến 2012 với những chức vô địch liên tiếp như Euro, World Cup, một trong những chu kỳ thành công nhất mà hiếm có đội tuyển nào trên thế giới đạt được. Thật trùng hợp khoảng thời gian đó ta cũng được chứng kiến sự trỗi dậy của Barcelona gắn liền với kỷ nguyên Pep Guardiola và cả lối chơi Tiki-Taka thống trị châu Âu. Trong thời gian mà sự thành công của cả La Roja và cả Barca đều trùng nhau, có rất nhiều cầu thủ Barcelona trong đội hình chính thức của Tây Ban Nha và cả hai đều thi đấu theo lối chơi kiểm soát Tiki-Taka hiệu quả. Vậy thì liệu có phải bộ khung Barcelona Hoàng Kim đã tạo nên đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất? Câu trả lời là có, bởi nếu không có những cá nhân kiệt xuất đến từ đội bóng xứ Catalan thì thật khó để đội tuyển xứ sở đấu bò trở thành phiên bản có thể tạo nên những thành tích huy hoàng. Nhưng nếu hỏi rằng liệu đội tuyển Tây Ban Nha chỉ dựa hoàn toàn vào những cầu thủ của Barcelona hay không thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Hãy cùng mình đi tìm hiểu điều đó trong video này. Cùng nhìn lại lịch sử tại kỳ Euro 2008, huấn luyện viên Luis Aragonés đã có một quyết định gây nhiều tranh cãi ở thời điểm đó khi quyết định không còn trọng dụng huyền thoại của Real Madrid là Raúl mà đặt niềm tin vào hai cái tên mới nổi của Barcelona là Xavi và Andrés Iniesta. Ngoài ra còn là những nhân tố khác như Pedro, Busquets, Puyol và cả Piqué. Cesc Fabregas dù có xuất thân từ lò La Masia nhưng đã chơi cho Arsenal kể từ mùa giải 2003. Thế nên thời điểm Euro 2008 diễn ra, anh không còn nhiều liên hệ với đội chủ sân Camp Nou. Nhưng ngoài bộ đôi Xavi, Andrés Iniesta và thủ lĩnh hàng phòng ngự Puyol thì không còn cái tên nào của Barcelona quá nổi bật ở mùa giải năm đó. Sức mạnh của Tây Ban Nha 2008 đến từ sự đa dạng trong đội hình. Ngày ấy họ có David Silva và David Villa của Valencia, Marco Senna của Villarreal, Fernando Torres đến từ Liverpool. Họ đều là những cái tên đã để lại dấu ấn. Chính tiền vệ Marco Senna cũng đã nói rằng thành công của đội tuyển Tây Ban Nha năm 2008 đến từ sự kết hợp và quản trị tài tình của huấn luyện viên trưởng Luis. Luis quản lý đội rất tốt ở cấp độ cá nhân và thể thao, trong và ngoài sân cỏ. Thật không dễ dàng, tất nhiên có một số tên tuổi lớn trong đội hình, cầu thủ từ Barca và Madrid, cũng như tất cả các đội Villarreal, Sevilla, Valencia. Nhưng ông ấy có rất nhiều sự tôn trọng từ chúng tôi, và đó là chìa khóa để mở ra thành công. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sau chiến thắng tại Viên, người hâm mộ đã nhận thấy rằng đội tuyển Tây Ban Nha đang chơi một thứ bóng đá rất khác, một thứ bóng đá kiểm soát và chạy chỗ thông minh. Điều đó đến từ việc Luis đã có những học hỏi nhất định, bên cạnh đó còn là sự xuất sắc và quen thuộc về mặt chiến thuật đến từ Xavi, Iniesta, Puyol. Tất cả chính là nòng cốt để đại diện đến từ bán đảo Iberia bước đầu hình thành nên lối chơi tiki-taka của mình. Đó cũng chính là thứ chất xúc tác giúp La Roja tạo nên màn trình diễn đáng nhớ tại Nam Phi chỉ 2 năm sau đó. Trước khi bước vào World Cup 2010, người hâm mộ trên khắp Tây Ban Nha còn chứng kiến sự tranh cãi lớn hơn nhiều. Người kế nhiệm Aragonés, ông Vicente Del Bosque, đã giành được 5 danh hiệu La Liga với tư cách là một cầu thủ Real Madrid. Sau đó còn từng huấn luyện câu lạc bộ Hoàng gia đến vinh quang Champions League vào năm 2000 và 2002. Nhưng ông đã lựa chọn tin vào những cầu thủ đến từ đại kình địch của kênh kênh trắng là Barcelona nhiều hơn. Tuy nhiên đó cũng là quyết định dễ hiểu bởi những học trò của Pep Guardiola khi ấy đang là những người thống trị La Liga và cả Champions League. Cựu chủ tịch câu lạc bộ xứ Catalan khi đó, Juan Laporta, còn mạnh dạn tuyên bố sau thành công của La Roja ở Nam Phi rằng Barca đã vô địch World Cup, chỉ là họ đã mặc sai áo, để ám chỉ về việc đội tuyển xứ sở đấu bỏ có nhiều điểm tương đồng như thế nào với Barcelona. Lần này thì kể cả mặt con người lẫn chiến thuật thì rõ ràng Tây Ban Nha và Barcelona rất giống nhau. Bộ khung những cầu thủ đến từ Barcelona tại tuyển Tây Ban Nha lúc đó bao gồm Puyol, Piqué ở hàng hậu vệ, Busquets thi đấu vị trí tiền vệ, trung tâm sở trường, Xavi, Iniesta phía trên. Iniesta được kéo lệch ra cánh, Pedro cũng là nhân vật có thể kể tới. Đó đều là những nòng cốt tại đội chủ sân Camp Nou, chỉ thiếu Messi nữa thôi thì trông đội tuyển Tây Ban Nha khi đó chẳng khác nào Barcelona thu nhỏ. Nhưng như vậy đã là đủ để Vicente Del Bosque vận hành lối chơi tiki-taka một cách trơn tru và mạch lạc. Chính từ sự hiểu nhau của những cầu thủ Barca, lối chơi tiki-taka khi được áp dụng gần như không gặp vấn đề gì quá lớn. Ở thời điểm đó thì những cầu thủ kể trên cũng đang bước vào ngưỡng cửa của độ chín trong sự nghiệp, phong độ của họ đang là rất tốt. Khi được chơi thứ bóng đá quen thuộc với nhiều đồng đội đã gắn bó trong màu áo câu lạc bộ, họ tạo nên sự ổn định cho La Roja, nhưng khi cần vẫn tạo nên sự đột biến bằng kỹ năng cá nhân thượng thừa. Chính từ bộ khung này mới tạo nên được một đội tuyển Tây Ban Nha băng băng tiến đến chức vô địch. Một trường hợp đặc biệt có thể kể đến là David Villa. Anh ký hợp đồng với Barcelona vào cuối tháng 5 và bắt đầu tham dự World Cup 2010 vào đầu tháng 6. Tuy chưa có trận đấu chính thức nào cùng các đồng đội tại đây hay dưới sự dẫn dắt của Pep, thế nhưng vẫn phải tính anh vào hàng ngũ của những cầu thủ Barca do hợp đồng đã được ký và với 5 bàn thắng ghi được, trở thành vua phá lưới của giải đấu thì nghiễm nhiên David Villa là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng áo đỏ. Trong trận bán kết với đội tuyển Đức, Andrés Iniesta
kiếm được quả đá phạt góc, còn Xavi thực hiện sút phạt. Carles Puyol mạnh mẽ đánh đầu ghi bàn dành cho đại diện đến từ bán đảo Iberia. Nhiều người nói vui rằng lúc đó không biết họ đang xem trận Tây Ban Nha Đức hay đang mở TV để theo dõi Barcelona đấu với Bayern Munich. Tuy nhiên, nếu nói rằng chỉ dựa vào những cầu thủ của Barca đã đủ để tạo nên phiên bản La Roja mạnh nhất, thì công lao của những Iker, Ramos, Xabi của Real đều là công cốc hay sao? Khác với lối đá kiểm soát đến cực đoan như của Barcelona, huấn luyện viên Vicente Del Bosque vẫn đề cao sự an toàn hơn. Ví dụ rõ nhất cho việc này là sự bố trí hai tiền vệ phòng ngự bao gồm Xabi Alonso và Sergio Busquets so với chỉ một tiền vệ phòng ngự tại Barcelona. So với Busquets thì tầm quan trọng của Xabi tại giải đấu năm đó cũng chẳng hề thua kém tí nào, thậm chí là còn nổi bật hơn. Găng tay vàng của giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2010 cũng thuộc về thủ thành Iker Casillas, người đã cản phá rất nhiều những pha bóng nguy hiểm để bảo vệ khung thành cho đội tuyển Tây Ban Nha, đặc biệt trong trận chung kết với đội tuyển Hà Lan. Đội trưởng của La Roja đã khiến những chân sút bên phía câu lạc bộ màu da cam phải nản lòng, nhất là tình huống 1-1 với Robben. Nếu không có đôi chân của Casillas thì liệu chiếc cúp vàng năm đó có thuộc về Tây Ban Nha? Nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng chỉ những cầu thủ của Barca thật sự quan trọng, không chỉ là trong cách vận hành lối chơi. Trong 8 bàn thắng của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010, những cầu thủ của Blaugrana ghi cả 8, Villa 5 bàn, Iniesta 2 bàn, Puyol 1 bàn. Đáng nhớ nhất là bàn thắng mang về chiếc cúp vô địch trong vở òa của Iniesta. Sự tương đồng giữa Tây Ban Nha và Barcelona như đã nói không chỉ dừng lại ở việc sử dụng trung bộ khung bất khả chiến bại của Barcelona, mà còn là sự tương đồng đến từ lối chơi Tiki-Taka. World Cup 2010 hay Euro 2008, dù đội tuyển đến từ bán đảo Iberia có thừa hưởng lối chơi của Barca, nhưng nhìn chung vẫn có sự khác biệt. Trong khi Barcelona luôn có xu hướng dâng lên tấn công, ghi bàn thì Tây Ban Nha không hẳn là như vậy. Trong những thế trận bế tắc hay đã có được những bàn thắng dẫn trước, nếu họ cảm thấy khó ghi bàn thì họ sẽ không dâng cao nhiều nữa, tập trung giữ bóng giữa sân, ưu tiên cho việc không để bị thủng lưới. Đó là lý do tại sao World Cup 2010 Tây Ban Nha lên ngôi vô địch dù chỉ ghi được 8 bàn thắng, ít hơn cả số bàn thắng của Hà Lan, Đức, Uruguay, Argentina, Brazil. Nhưng tại Euro 2012, Tây Ban Nha và Barcelona trở nên thật sự giống nhau. Nó cứ như một nấc thang từ 2008-2010 và giờ là 2012. Điều ấy khiến mệnh đề chỉ cần sức mạnh đến từ các cầu thủ của Barca cũng có thể giúp cho La Roja trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất, lại ở gần với vế đúng hơn. Tờ The Guardian đã có bài viết trong đó chỉ ra rằng tại Euro 2008, Tây Ban Nha vẫn chơi rất trực diện với trung bình 3-3 đường truyền dẫn đến cú sút. Thế nhưng sau đó con số ở World Cup 2010 tăng lên là 44, còn tại Euro 2012 thì đã lên tới 58. Điều ấy thể hiện cho lối chơi Tiki-Taka đã thấm nhuần vào đội tuyển Tây Ban Nha tại giải đấu này. Chính việc sử dụng Cesc Fabregas ở vị trí số 9 ảo cũng như mạnh dạn đẩy Xabi Alonso lên cao hơn khiến cho đội tuyển Tây Ban Nha khi ấy lại càng giống với Barca hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong trận chung kết với Italia, sơ đồ 4-6-0 với không một trung phong thực thụ, nhưng vẫn để bẹp đại diện tới từ xứ sở hình chiếc ủng 4-0. Không chỉ về mặt chiến thuật, trận chung kết Euro 2012 cũng được chứng kiến trong đội hình của La Roja có đến quá nửa những gương mặt đang thi đấu cho Barca thời điểm đó. Vậy nên nếu trước đó nói rằng Tây Ban Nha không chỉ mạnh bởi có những cầu thủ của Barca thì hoàn toàn có thể đúng. Nhưng tại giải đấu diễn ra vào mùa hè năm 2012 thì câu hỏi trả lời thật khó có thể đưa ra, bởi đóng góp của những gương mặt đến từ câu lạc bộ xứ Catalan vào thành công của La Roja khi đó là quá to lớn. Tổng kết lại, những cầu thủ đến từ Barca đã đồng hành và chứng kiến sự thành công của đội tuyển Tây Ban Nha trong thời kỳ hoàng kim của mình. Sức ảnh hưởng của họ lớn dần theo từng năm, qua từng giải đấu trong kỷ nguyên đó. Thiếu đi những cái tên đến từ Barca, chắc chắn là Roja chẳng thể chơi thứ bóng đá kiểm soát đưa họ đến đỉnh cao. Họ đã góp phần tạo nên một trong những đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, sự kết hợp của những nhân tố đến từ các câu lạc bộ khác cũng là một mảnh ghép quan trọng. Đó có thể không phải là mảnh ghép lớn nhất, như là mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện cho sự thành công của đội tuyển Tây Ban Nha.